Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài âm cổ. Và chuyên mục ngày hôm nay là giới thiệu hàng về. Thì Khôi mới vừa ship về được một cặp loa đến từ thương hiệu của Mỹ rất là nổi tiếng này, Jensen. Tuy nhiên là một cái model rất là hiếm có, system 300. Thì cái dòng system này Khôi cũng đã từng bán đời lớn nhất của hãng rồi, nên là Khôi biết được chất âm nó rất là hay, cũng như một số dòng Jensen. Nói chung là Khôi đã trải qua rất nhiều dòng, nên khi mà Khôi thấy cặp này là bê ngay vào liền này. Thì cái dòng system này nó nói chung là nó hay nha, nó hay hơn cả dòng monitor luôn. Đó theo cái cảm nhận của Khôi. Thì cặp này bát 25 luôn này, của Anicon và chất đầu. Thì Khôi đang tháo nó ra để cho đi làm gân đó, tại vì dòng này gân mút nó bị mụn nữa này. Nhưng mà loa rất đẹp ha, tôi cầm lên em mình xem. Đây, cái màn rất đẹp. Cụ này là cụ từ Anicon ha. Đây, anh em cùng xem. Đó, dễ sợ không? Cụ từ Anicon nha. Đó. Thì cặp này nó là 8 ohm và 75W này, anh em đây này. Đó. Thì đánh khẳng định với em là hơn JBL. Chắc chắn luôn, những cái bản JBL mà hai đường tiếng thì không có cửa với nó ha. Rồi, mức giá cũng rất là dễ thương. Đó. Cụ rất to em nha. Cụ này, từ tay sờ thấy rất là to. Phân tần các thứ. Đó. Thì đây loa này thì đẹp luôn, không cần phải dò luôn ha. Anh em nhìn nào. Rất đẹp. Series là 1125 bên này, 100125. Anh em nhìn các thông số ha. Đó. Rồi bây giờ thì tôi sẽ quay cái bên này coi xem có trùng series không. 100125. Nếu như mà trùng series thì quá đỉnh luôn. Hiếm mà lại tuần thì có giá trị này. À bên này không phải này, 447 ha. Đó, không có trùng. Chỗ này nó bị chày tí xíu nè. Nhìn từ trước thì không biết, không thấy. Nhưng mà nhìn từ sau thì bị chày tí. Thì cái này mình có thể chám này tí ha, không cần phải xì ba nguyên thùng. Các thứ rất đẹp. Rất tuyệt vời. Khôi nói tiếp thì cái cặp này cùng giá bình dân nè. Thì sau khi mà làm gân xong thì Khôi cũng sẽ lên chi tiết cũng như tái chất âm và báo giá cụ thể nè. Còn hiện tại thì cặp này nó chỉ có lên quanh dưới 10 triệu nè, chưa tới 10 triệu ha. Đó, thì anh em nào mà thích cái dòng loa Jensen thì mình tìm hiểu ha, tìm hiểu để mình chuẩn bị tài chính, hoặc là anh em nào yêu thích nó đang tìm kiếm thì có thể alo cho Khôi để mình cùng giao lưu luôn ha, trước khi lên sóng. Còn Khôi sẽ vệ sinh sạch sẽ nè, rồi sẽ lên clip chi tiết cho anh em, phục vụ anh em nghe ha. Và khẳng định với anh em là những cái dòng Khôi đã bán qua rồi chất âm rất hay, nói hơi qua lời chứ tầm tiền này thì nó sẽ hơn JBL ha. Đó, anh em cứ nghiên cứu. Rồi thì mức giá thì sau khi mà làm gân, cả làm gân luôn thì nó sẽ dưới 10 triệu, chưa tới 10 đâu nha, rất bình dân luôn. Ok, rồi Khôi xin phép kết thúc clip ở đây, hẹn gặp lại anh em những clip sau.